Con có thấy các trường đại học Phật giáo ở Việt Nam và các quốc gia khác, thậm chí cao học tiến sĩ. Tuy con biết những lớp đó là bồi dưỡng kiến thức rất tốt, nhưng trong thời Đức Phật lại không có những trình độ học này. Lớp học chuyên sâu này mà tất cả các tỳ kheo đều hành theo lời Phật dạy, vì đạo Phật là đạo thực hành, và những gì cần học đều nằm gọn trong kinh điển. Vậy sư đã tham gia các lớp học này chưa? Và liệu có lợi ích gì cho con đường tu học không? Việc biết quá nhiều kiến thức lý thuyết giáo lý hiện có phải liệu có phải là trở ngại cho việc thực hành chánh pháp hay không? Đầu tiên, sư khẳng định với quý vị là Đức Phật từ xưa đến nay, tăng đoàn từ xưa đến nay không cần một cái chức danh, không cần một chức danh. Anh không phải là anh phải là tiến sĩ thì anh mới là một vị tu sĩ, anh mới là một vị trưởng lão. Người ta đó làm vua, người ta bỏ người ta đi tu. Người ta là tiến sĩ, người ta bỏ người ta đi tu. Tôi còn nhớ nó có vị kể lại như thế này. Có một vị đó, có một vị tu sĩ vừa mới lấy bằng tiến sĩ về, rất là tự hào với cái bằng tiến sĩ của mình. Và khi vị đó giảng pháp, vị đó thường xuyên nhắc đến cái học vị tiến sĩ của bản thân. Thì cho đến có một hôm, có một cái anh Phật tử lớn tuổi rồi mới nói với cái vị tu sĩ này như thế này: thưa thưa thầy, tôi đến tôi học đạo đó, không phải là để tôi học cái bằng tiến sĩ của thầy. Tôi quỳ tôi lạy không phải là tôi quỳ tôi lạy cái bằng tiến sĩ của thầy, mà nếu như mà tôi đến mà để mà tôi đến vì cái bằng tiến sĩ, tôi quỳ tôi lạy vì cái bằng tiến sĩ đó, thì tôi về tôi quỳ lạy con của tôi cũng được, bởi vì bản thân tôi là một vị giáo sư tiến sĩ và đứa con của tôi thì nó cũng vừa mới có bằng tiến sĩ, vì mắc mớ gì tôi phải đến chùa. Từ đó trở đi là vị tu sĩ này không còn nhắc gì đến cái bằng tiến sĩ của vị đó nữa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có một vị trưởng lão nói rằng cái môi trường mà đại học ấy, nó giúp ích rất là nhiều, giúp ích rất là nhiều những cái kỹ năng. Nếu như mà anh học một cách đàng hoàng, anh không phải là bằng cấp để anh mua, không phải anh mua cái kiểu mà anh mua bằng cái kiểu mà tiến sĩ giấy bây giờ, không có nói. Nếu mà anh học cho đàng hoàng thì nó cũng có rất nhiều cái đáng để anh học. Đối với cá nhân sư, khi mà sư cá nhân sư thì sư không có phản đối cái việc là đi học ở các cái trường đại học, ở các học viện, nhưng mà cái suy nghĩ cá nhân của sư nó như thế này: chúng ta không có nhiều thời gian. Khi sư xuất gia, sư xác định rõ không có nhiều thời gian để mà đi học những cái kiến thức thế tục. Nghĩ làm sao mình đã bỏ đời để mà mình đi tu mà mình còn học những kiến thức thế tục, ví dụ như kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị. Hoặc là mình học các đại học Việt Nam, mình học chủ nghĩa Mác Lênin thì sư không hiểu là học để làm cái gì. Và sư là một vị sư nguyên Phật giáo Nguyên Thủy, thì những cái mà sư những cái kiến thức của Phật giáo phát triển, Phật giáo rồi Kim Cang Thừa, Thiền Tông, rồi Tịnh Độ Tông thì trước đó là sư cũng đã tìm hiểu rồi. Và không có lý do gì mình lại tốn thời gian
suốt mấy năm học ở học viện đại học mà tốn quá nhiều thời gian để học những cái mà mình không có xài. Cho nên khi sư xuất gia, sư học thẳng vào trong kinh tạng trường bộ tương ưng tăng chi. Thì quý vị thấy đó, sau khi mà sư học thẳng vào kinh tạng, sư có được một cái sự tự tin về kiến thức giáo lý, về những lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong khi đó, vị thầy tế độ của sư là một vị giảng viên các cái trường cao đẳng, trung cấp, đại học Phật giáo ở Việt Nam. Cái lớp mà tăng ni sinh mà qua tay vị thầy tế độ của sư tính cả ngàn người, nhưng mà vị thầy tế độ của sư vẫn khuyên sư là nên tập trung vào trong kinh tạng, chứ còn tốn thời gian thì nó uổng đấy. Tuy nhiên sư cũng không có bài xích. Không bài xích có nghĩa là gì? Nếu như mà tương lai đó, nếu mà tương lai đó có cơ hội thì sư vẫn sẽ học ở các cái trường đại học Phật giáo. Nhưng mà với điều kiện ở những nơi đó đó họ dạy những kiến thức cốt lõi, chứ không không thì mình tốn thời gian vô ích thì nó uổng. Có nghĩa là gì? Với cái suy nghĩ cá nhân của sư, đi học là phải xài được. Ví dụ như mở trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng kinh, tăng chi kinh, tăng chi bộ kinh, mở ra là phải xài được. Chứ còn học mà không xài được thì học để làm cái gì? Đấy. Nhưng mà nếu mà quý vị nói là cái đạo Phật là đạo thực hành thì quý vị phải xem lại. Ngay từ thời Đức Phật ấy, đã có hai nhánh rồi. Hai nhánh, khi sư nói hai nhánh ở đây không có nghĩa là một cái sự chia rẽ, mà đó là hai khuynh hướng. Một cái là khuynh hướng về pháp học, có nghĩa là học các kinh tạng. Một cái là khuynh hướng về pháp hành. Những vị hành thiền mà ngài các cha giá ná, ngài nói là nếu như mà các cái vị mà chuyên hành thiền mà các vị chê những cái vị mà pháp học, những cái vị giảng sư, ông là những người thất niệm, ông là những người có các căn không được thu thúc, ông là những người không có sự thực hành, thì như vậy ông giảng cái gì, ông dạy cái gì? Còn nếu như những cái vị pháp sư, những vị thông thuộc kinh tạng mà chỉ trích những vị pháp hành là những người ngu dốt, không có học kiến thức giáo lý, mà ở đó mà thiền cái gì, mà hành cái gì, mà chánh niệm cái gì, thì vị đại trưởng lão nói rằng khi mà những vị pháp sư và những vị thiền sư, có nghĩa là những vị học pháp và những vị hành pháp, hai vị đó mà chống đối nhau, mà tranh cãi nhau, bất hòa với nhau, thì khi đó Phật pháp sẽ đi vào màn đêm. Mà nếu như hai cái đối tượng này tôn trọng lẫn nhau, sống hòa thuận với nhau, thì khi đó Phật pháp được lớn mạnh. Ở thế gian có mặt trời và mặt trăng, có âm có dương, có sáng có tối. Cái nào nó cũng có hai mặt của nó. Những vị pháp học ấy, là những vị truyền thừa ngọn lửa giáo pháp, truyền thừa kinh tạng theo một cách của những vị theo pháp học.
Còn như vị thấy pháp hành thì truyền thừa ngọn lửa chánh pháp theo cái cách của pháp hành. Đó là hai pháp mà chúng ta không nên tách rời nhau ra, không nên tách rời nhau ra. Bởi vì bản thân nó là sự hỗ trợ, là sự bổ sung lẫn nhau. Sự có mặt cái này là tốt đẹp cho cái kia. Sự vắng mặt cái này là bất hạnh cho cái kia. Một người có pháp học mà không có pháp hành, các căn không được thu thúc, không có được nội lực thì rất dễ sa ngã, rất dễ buông lung, rất dễ phóng dật, rất dễ bỏ rơi cái con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Nhưng nếu như một người chỉ có pháp học mà không có pháp hành thì cũng giống như một người mù đi đường, một người không biết đường, không biết xem bản đồ mà vẫn ráng mà bước đi. Thì rồi đó, những cái vấn đề trong Phật pháp, làm sao anh biết được đó là chánh kiến, có đúng pháp hay không đúng pháp? Làm sao anh biết được con đường anh thực hành đưa đến giải thoát hay không đưa đến giải thoát? Làm sao anh biết được những cái vấn đề anh đang gặp phải đó phải giải quyết như thế nào? Cho nên cái số người nói dốt giáo lý thì quý vị giận, nhưng mà cái số người mà không mặn mà lắm với chánh pháp, với pháp học mà vẫn có thành tựu đối với pháp hành, cái số người đó rất là hiếm và rất là ít. Ngay cả một vị thánh A-la-hán, một vị thánh A-la-hán do xuất thân từ một người nông dân thất học, cho nên là không có biết chữ và cũng không có học pháp học nhiều, nhưng mà vị đó chứng đắc A-la-hán thì vị đó vẫn nói, vẫn mong rằng vị đó sẽ không trở thành cái tấm gương để người khác hiểu lầm rằng không cần phải có pháp học. Đấy. Thành ra đó, cả hai cái là cần có để bổ sung cho nhau ha. Giống như con chim thì nó phải có hai cánh mới bay được, con người phải có hai tay. Đấy, không nên mình nghiêng về một bên.